3 bước phát âm chuẩn không cần chỉnh. Rồi xem hết video để biết nha, là 3 bước gì. Bước đầu tiên là các bạn nên học những cái âm khó với mình. Thì đối với âm đơn là IBA đó bạn, các bạn xem cái kênh YouTube này. Rồi 2 hoặc 3 phụ âm đầu một từ thì các bạn tham khảo trang web này. Bây giờ đến bước số 2 nè, các bạn nên để những cái âm đó vào cái từ các bạn nói. Ví dụ mình lấy cái từ fly đi, fuller. Đấy, thì các bạn có thể copy và để vô Google dịch cho người ta nói và sau đó nhái lại. Đơn giản nha các bạn. Bước cuối cùng này cực kỳ quan trọng là để cái từ vào câu. Thì các bạn nên sử dụng phương pháp shadowing để luyện cả ngữ điệu khi nói, nhái lại những gì người ta nói. Thì đây là trang web giúp các bạn, các bạn chỉ cần gõ cái từ vào đó thôi thì nó sẽ hiện ra câu. Và nhiệm vụ của bạn là nhái lại những gì ta nói thôi. Rồi nếu như các bạn còn có cách nào khác, để lại dưới phần bình luận giúp mình. Và đừng quên cho mình một like, một subscribe để có nhiều động lực làm video cho các bạn.